Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bước đầu nhận thấy cán bộ công an đã có văn hóa ứng xử chưa đúng mực. Hiện tại cơ quan công an này đang tiến hành làm rõ để tổ chức kiểm điểm hành vi chưa đúng mực của thiếu tá công an phường Tân Phú. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 11, khi đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú xuống địa bàn khu phố 5 để tháo dỡ hàng rào do một hộ dân bích lối gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ dân khác. Tại đây thì tổ công tác đã bị một nhóm người chửi bới, đe dọa, nên một thiếu tá công an có ứng xử chưa tốt kèm theo lời đe dọa, thích thì chọn thời gian địa điểm. Thiếu tá công an có ứng xử không hay trên đã giải thích là do bức xúc mà không suy nghĩ lời nói.